Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambet Shop. Ambet Shop xin giới thiệu đến anh em mẫu bật lửa Hornet BCZ 736. Một mẫu rất là nhỏ gọn và rất là đẹp luôn, lửa khò anh em nhé. Hộp hai lớp rất là sang trọng. Đấy, bộ phụ kiện của mình thì bao gồm là một thẻ hãng này và một chiếc bật lửa. Đây là chiếc bật lửa của mình, được trong hộp hai lớp rất là sang trọng. Cái sản phẩm ở trên tay của em thì có màu vàng các bác nhé, màu vàng cam nhé. Đấy, có vân đen rất là đẹp và sang trọng luôn. Đấy. Còn ngoài cái màu vàng cam này thì còn có màu đỏ mật nhé, và màu xanh nước biển. Thì các bác có thể vào website nhà em ambe.vn và gõ vào ô tìm kiếm là BCZ 736 hoặc là 736 vào ô tìm kiếm thôi là sản phẩm sẽ hiện ra rồi. Sản phẩm này thì sử dụng lửa khò các bác nhé. Sử dụng lửa khò ạ. Đây, to bằng hơn một ngón tay một chút ạ. Đấy, hơn một ngón tay một chút nhá. Và cái này thì sử dụng ga. Hết ga thì anh em có thể bơm và dùng tiếp, dùng nhiều lần. Đây là đồng thời là cái cổng bơm ga, đồng thời là cái nơi điều chỉnh ga to nhỏ. Chất liệu được làm bằng kim loại rất là chắc chắn luôn. Đấy, kiểu dáng rất là lạ mắt, rất là đẹp. Đó. Lửa khò anh em nhé. Rất là nhạy lửa luôn. Đấy. Rất là đẹp. Anh em nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc, hoặc anh em có thể truy cập website ambe.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là xem nhiều mẫu bật lửa độc lạ khác, hoặc anh em có thể liên hệ nhanh cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ.